Thưa quý vị, chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra tại bang Selangor của Malaysia đã bước sang ngày thứ ba. Thêm 3 thi thể được tìm thấy và nâng tổng số người thiệt mạng trong thảm kịch này lên con số là 24 người, trong đó có 7 trẻ em. Trong số 94 người có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc thì 61 người đã được giải cứu an toàn và 9 người thì vẫn mất tích. Hoạt động tìm kiếm sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các nạn nhân được tìm thấy hoặc là bước sang ngày thứ bảy. Những người được giải cứu hiện trong tình trạng ổn định và sẽ được tư vấn phục hồi tâm lý sau thảm họa. Chính phủ thì sẽ hỗ trợ khoảng 2.300 đô la Mỹ cho mỗi gia đình có người thiệt mạng. Và điều tra ban đầu cho thấy là một bờ kè với khoảng 450 mét khối đất thì đã đổ sập và đất lở từ độ cao khoảng 30 mét bên trên khu cắm trại vùi lấp Diện tích khoảng 0,4 hecta. Thưa quý vị, theo nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết là Triều Tiên đã phóng hai vật thể nghi là tên lửa đạn đạo vào ngày 18 tháng 12. Hai thật vật thể này thì được cho là đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông của nước này. Triều Tiên đã phóng hơn 60 tên lửa đạn đạo trong năm nay và tháng 11 vừa qua thì Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Giới chức Nhật Bản thì nhận định tên lửa này có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ khi có thể bay xa tới 15.000 km và đạt với độ cao là 6.000 km. Cách đây 4 năm, ngày 19 tháng 12 năm 2018, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức thông qua Hiệp ước Toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự. Theo báo cáo năm 2022 của Tổ chức Di cư Quốc tế, số lượng người di cư đã tăng nhanh trong năm thập niên qua và hiện đã lên tới con số là 281 triệu người, có nghĩa là chiếm 3,6% dân số thế giới. Tính đến tháng 10 năm nay thì ít nhất đã có 2.836 người đã chết và mất tích trên tuyến đường qua Trung địa Trung Hải trong gần một năm qua. Tại khu vực Đông Nam Á thì hàng nghìn người lao động di cư đã bị nhóm buôn người lừa gạt, dụ dỗ đi tìm việc nhẹ lương cao ở một số quốc gia như là Campuchia, Thái Lan hay Myanmar rồi bị đưa sang làm việc bất hợp pháp, bị bóc lột lao động. Và trong 8 tháng đầu năm thì Campuchia đã giải cứu tổng cộng khoảng 865 người nước ngoài trong 87 vụ có dấu hiệu mua bán người hiện tỷ lệ lao động di cư tại châu Âu, Trung Á và châu Mỹ thì chiếm gần 64%. Dự báo đến năm 2030, số người di cư trên thế giới sẽ là hơn 350 triệu người. Thưa quý vị, sau 3 năm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhân loại đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm và đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho các đại dịch tiếp theo. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, chờ tới thời điểm hiện tại, thì thế giới vẫn còn nhiều điều cần phải làm để tránh lặp lại những sai lầm trước đây. Cho tới thời điểm hiện tại, nhiều tổ chức lớn trên thế giới đều đang chú trọng công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho trường hợp y tế khẩn cấp tiếp theo. Quỹ đại dịch của Ngân hàng Thế giới và nhóm G20 chuẩn bị đợt gây quỹ đầu tiên với mức cam kết 1,6 tỷ đô la. Quỹ nhiệm vụ 100 ngày của Liên minh đổi mới sẵn sàng cho dịch bệnh CEPI lên kế hoạch 5 năm trị giá 3,5 tỷ đô la với mục tiêu phát triển một loại vaccine mới chống đại dịch tiềm ẩn trong 100 ngày. Tỷ phú Geoffrey Cumming quyên góp 170 triệu đô la để thành lập một trung tâm ở thành phố Melbourne, Australia nhằm phát triển các công nghệ phát hiện sớm mầm bệnh mới. Đầu năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập trung tâm huấn luyện sản xuất sinh học toàn cầu ở Hàn Quốc nhằm hỗ trợ các quốc gia nghèo tự sản xuất vaccine, insulin và các phương pháp điều trị ung thư. Những nguồn tiền rất lớn đang được huy động để đầu tư cho năng lực ứng phó với các đại dịch trong tương lai, nhưng tình trạng hiện nay là mạnh ai nấy làm. Việc hợp tác sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị năng lực ứng phó chung cho đại dịch tiếp theo, đặc biệt trong áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bài học lớn nhất từ đại dịch COVID-19 là vấn đề sản xuất và phân phối vaccine, cũng như thuốc điều trị không đồng đều. Giám đốc điều hành Liên minh Toàn cầu về chẩn đoán dịch bệnh, Fines, ông William Rodriguez lại nhấn mạnh yếu tố quyết định khác trong công cuộc chống dịch là bảo đảm mọi người được tiếp cận các phương pháp xét nghiệm sớm nhất có thể xét về mặt tài nguyên sự chuẩn bị cho công tác chuẩn đoán và xét nghiệm trên thế giới vẫn chưa được sẵn sàng COVID-19 cho thấy một vấn đề nổi cộng khác là quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm cần thiết để bảo vệ sức khỏe và chia sẻ dữ liệu dịch bệnh. Việc chia sẻ công nghệ và bí quyết chống dịch vô cùng quan trọng, không chỉ giúp phản ứng nhanh với dịch bệnh mà còn thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giữa các nước giàu và nghèo. Để khắc phục tất cả những vấn đề trên, tuần trước, đại diện của 194 nước thành viên thuộc Tổ chức Y tế Thế giới đã nhất trí thảo luận về một thỏa thuận toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm đối phó tốt hơn với đại dịch. Đã đến lúc thế giới cần có sự thay đổi trong mô hình y tế toàn cầu. Một công cụ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng có tính ràng buộc pháp lý sẽ là di sản chung cho thế hệ tương lai. Điều này cần sự đồng lòng của tất cả các nước thành viên WHO. Hiệp ước mới này là ưu tiên hàng đầu của Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus trong nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai của ông. Mục tiêu là đến tháng 5 năm 2024, thỏa thuận mang tính pháp lý này sẽ được 194 nước thành viên WHO thông qua. Tình hình Nga-Ukraine tác động lên chuỗi cung ứng, làm chi phí chăn nuôi và trồng trọt bị đội lên. Nhiều nông dân ở Hy Lạp đang phải chịu tác động lớn từ tình trạng này. Ông Yanis, chủ một trang trại dê cừu tại đảo Nassos, Hy Lạp, không biết phải làm thế nào để trang trải chi phí chăn nuôi trong những ngày tới. Tôi làm việc ngày đêm để sản xuất phô mai, nhưng không kiếm được phí lời lãi nào. Nếu cứ thế này, tôi phải bán hết dê cừu đi mất. Năm ngoái, một túi thức ăn cho gia súc chỉ có giá 14 euro, nhưng năm nay đã lên tới 21 euro. Giá xăng dầu tăng 2,3 euro mỗi lít. Những chi phí này góp phần tạo ra gánh nặng đối với những người nông dân Hy Lạp như ông Yanis, nhóm ngành chiếm tới hơn một phần 10 lao động trên cả nước. Thực tế, nhiều chủ nông trại đã cân nhắc bán đàn dê cừu của mình vì thiệt hại ngay lúc đó còn ít hơn so với chi phí chăn nuôi kéo dài. Tôi đã làm nghề chăn nuôi được 30 năm nay. Tôi đã chứng kiến những thời điểm tốt và cả những thời điểm khó khăn. Nhưng với những gì xảy ra một năm rưỡi qua, quả thực là rất khó để vượt qua. Nếu bạn quay lại đây sau một tháng nữa, chắc sẽ không còn thấy những đàn dê kiểu này các nhà quản lý nơi đây nhận định hoạt động nông nghiệp đang cần được giải cứu khẩn cấp những vấn đề lớn liên quan đến năng lượng nhiên liệu thức ăn gia súc phân bón khiến người nông dân không thể theo kịp chi phí cao gây nguy cơ thiếu hụt sữa thịt khoai tây hoặc bất cứ thứ gì đến từ lĩnh vực nuôi trồng trực tiếp trên thị trường hy lạp trong thời gian tới Tình hình này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản lượng nông sản của vùng. Kể cả khi được xuất khẩu sang Đức hay Mỹ cũng không cứu vãn được doanh thu. Năm nay, sản lượng phô mai của vùng này từ mức hơn 1.200 tấn của mọi năm đã sụt giảm còn 130 tấn. Chính phủ Pháp đang đề nghị để các đơn vị chức năng của nhà nước và các tổ chức từ thiện sử dụng những không gian bỏ trống trong các công ty và doanh nghiệp cho người vô gia cư tạm trú trong thời điểm nhiệt độ có lúc giảm xuống mức âm như là hiện nay. Bộ nhà ở Pháp đã kêu gọi các công ty doanh nghiệp ở nước này dành những không gian văn phòng bỏ trống cho những người vô gia cư tạm trú trong thời điểm thời tiết lạnh giá khắc nghiệt như hiện nay. Trong những ngày gần đây, nhiệt độ trên hầu khắp cả nước Pháp đã có nhiều lúc giảm xuống mức âm. Một số tổ chức xã hội ước tính hơn 2.000 trẻ em vô gia cư đang phải ngủ trong những điều kiện giá lạnh khắc nghiệt. Dịch vụ cứu hỏa Jongnam ở huyện Muan thuộc tỉnh Nam Jeolla, cách Seoul khoảng 380 km về phía nam, cho biết đã ghi nhận 9 báo cáo về các vụ tai nạn giao thông đường bộ chỉ trong sáng ngày 18 tháng 12. Trong đó có một số vụ xảy ra do đường bị đóng băng trở nên trơn trượt. Thời tiết khắc nghiệt cũng đã dẫn đến việc nhiều chuyến bay tại một số sân bay, như sân bay quốc tế Jeju, sân bay Gwangju, sân bay quốc tế Muan bị hủy chuyến cục khí tượng hàn quốc đã đưa ra cảnh báo thời tiết lạnh tại hầu hết các khu vực bao gồm cả thủ đô seoul và incheon với tình trạng tuyết rơi dày ở một số nơi một cô gái Nigeria đã chứng minh rằng can đựng dầu ăn sau khi đã được sử dụng hoàn toàn có thể tái chế, thậm chí biến thành những tác phẩm nghệ thuật. Sau khi rửa sạch can dầu, Adeyemi đã cắt phần trên và tận dụng hình dáng của can dầu để tạo hình thành khuôn mặt người và tiến hành sơn trang trí. Những chiếc mặt nạ làm từ can đựng dầu đầy màu sắc sau đó đã trở thành phần đầu của các nhân vật chính trong các bức tranh của cô. Ngoài ra, ADME cũng sử dụng kết hợp các vật liệu như vải và dây để làm cho bức tranh sống động hơn. Một số tác phẩm của cô đã được bán với giá hơn 1.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 23 triệu đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động ngày hôm nay.